Chúng con xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn Gioan Bautista, Trần Ngọc Ân, Giuse Trần Quốc Lãm, Giuse Trần Quốc Việt, Giuse Trần Văn Tiến, linh hồn Phêrô Maria Giuse, Helena Ngô Quý Thủy Dương lễ dỗ, Maria Huỳnh Thị Bạch Tuyết mới qua đời, Maria Phạm Thị Đông, Maria Trần Thị Thu Ba, các đặng linh hồn, các linh hồn ông bà, cha mẹ và thân nhân, linh hồn Anthony Trần Quang Dũng mới qua đời. Và ngày hôm nay chúng con cũng dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho các ân nhân và thân nhân của dòng Đa Minh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy ăn năn thống hối, xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm để chúng ta cùng xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Các thiên thần, các thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa. Xin Chúa hằng che chở chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách các vua quyển thứ nhất. Khi vua Salomon về già, các bà vợ của vua đã làm cho lòng vua ngã theo các thần ngoại. Lòng vua không còn trung thủy với Đức Chúa Thiên Chúa của vua, như lòng phụ vương David nữa. Vua Salomon đi theo nữ thần Astoreth của dân Sidon, theo thần Minkom ghê tởm của dân Ammon. Như thế, vua Salomon làm điều giữ trái mắt Đức Chúa, chứ không theo Đức Chúa trọn vẹn như phụ vương David. Bây giờ vua Salomon xây lên núi đối diện với Jerusalem một nơi cao cho thần Cơ Mốt ghê tởm của dân Moab, cho thần Molech ghê tởm của con cái Ammon. Vua làm như thế với tất cả các bà vợ ngoại đạo của vua. Họ đốt hương và sát tế, kính các thần của họ. Đức Chúa nổi giận với vua Salomon vì lòng vua rời xa Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, đấng đã hiện ra với vua hai lần và truyền cho vua là đừng đi theo các thần ngoại. Nhưng vua không giữ điều Đức Chúa đã truyền. Đức Chúa phán với vua Salomon, vì ngươi đã như vậy, và đã không giữ giao ước cũng như các giới răn ta truyền cho ngươi, thì chắc chắn ta sẽ giật lấy vương quốc ngươi mà trao cho một thuộc hạ của ngươi. Tuy nhiên, vì thân phụ ngươi, ta sẽ không làm điều đó trong đời ngươi, nhưng sẽ giật vương quốc khỏi tay của
con của người. Hơn nữa, vì nể David tôi tớ ta và vì Jerusalem thành đô ta đã chọn, ta sẽ không giật lấy cả vương quốc, nhưng sẽ để lại cho con của ngươi một chi tộc. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con bởi lòng thương dân Ngài. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con bởi lòng thương dân Ngài. Hạnh phúc thay người dư đức công minh và hằng thực thi điều chính chừng. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con bởi lòng thương dân Ngài. Xin ngự đêm viên thăm mà ban ơn cứu độ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con bởi lòng thương dân Ngài. Họ sống chung lồn giữa chư dân, học đòi những hành vi của chúng. Họ lấy tượng thần chúng mà thờ, đó chính là cam bẫy họ xa chân. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con bởi lòng thương dân Ngài. Họ giết con mình cả trai lẫn gái mà hiến quỳ tế thần trên dân riêng. Chúa đổ cơn thịnh nộ, người tâm kinh gia nghiệp của mình. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Một hôm Đức Giêsu đến địa hạt Thia, người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, có một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến người liền vào sấp mình dưới chân người. Bà là người Hy Lạp gốc Phi-ni-si thuộc xứ Syri. Bà xin người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà, phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con. Bà ấy đáp, thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ. Người nói với bà, vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con bà rồi. Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường, và quỷ đã xuất khỏi. Đó là lời Chúa. Quý ông bà và anh chị em, trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một người phụ nữ dân ngoại, người Hy Lạp, đã đến để xin Chúa Giêsu chữa lành quỷ ám cho con của bà. Và chúng ta thấy sự đối thoại giữa bà ta và Chúa Giêsu. Có lẽ nếu một người bàng quang và nếu mà là môn đệ của Chúa mà ngay lúc đầu nghe Chúa nói như vậy, có lẽ chúng ta cũng chạnh lòng, không hiểu Chúa của mình
thầy của mình nghĩ như thế nào khi mà dùng những cái lời lẽ như vậy để nói với một người đàn bà đến xin Chúa chữa lành cho con của mình. Vì Chúa luôn luôn là một người yêu thương, nhưng tại sao Chúa lại nói những lời lẽ như vậy? Nếu họ là người Do Thái ngay lúc bấy giờ, thì chúng ta biết rằng cái thành ngữ ném bánh cho chó, ở đây người Do Thái sẽ dùng cái thành ngữ đó để chỉ đến những người dân ngoại. Có thể nói họ coi người Do Thái, coi người dân ngoại đối với họ là những người xa lạ. Đối với người Do Thái thì họ có cái tính là kiêu ngạo, vì họ là con cái của Thiên Chúa. Có thể nói một cách là họ nói sắc sược đối với những người dân ngoại. Họ cho rằng đây là những cái con chó ô uế, những cái người dân ngoại được coi như là dưới con mắt của người Do Thái là những con chó ô uế không xứng đáng. Rồi họ không, đối với người dân ngoại thì họ phải bị loại trừ ra khỏi giao ước và ân huệ của chính Thiên Chúa. Còn đối với người Hy Lạp thì cái biểu tượng chó có cái biểu tượng là sự ô nhục, được dùng để mô tả một người phụ nữ trơ trẽn, táo tợn. Ở trong Tin Mừng chúng ta thấy có lẽ Chúa Giêsu khi Ngài nói như vậy, có lẽ thôi nhé, Ngài nói với người phụ nữ này phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con. Cái chữ chó con ở đây, cái Ngài dùng cái tiếng của người Do Thái lúc bấy giờ là cái con chó mà được yêu thương, chứ không phải là cái con chó như là người Do Thái xỉ vả người dân ngoại, hoặc là cái con chó mà người Hy Lạp coi là một người phụ nữ trơ trẽn, táo tợn. Con chó này được yêu thương, nó nhẹ nhàng hơn cái hình ảnh đó. Rồi cái người phụ nữ cũng có lẽ đã mỉm cười để mà nói với lại Chúa Giêsu rằng: thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ. Vâng, quý ông bà và anh chị em, qua sự cư xử của Chúa Giêsu, Ngài đã khen ngợi người phụ nữ dân ngoại này vì bà ta có đức tin cũng như là có tình yêu đối với con của bà. Bài Tin Mừng ngày hôm nay nói tóm lại là một bài tin mừng để dạy cho chúng ta thế nào là một người Kitô hữu. Để trở thành một người Kitô hữu, chúng ta phải trở thành những người yêu thương như chính Chúa Giêsu Kitô. Người Kitô hữu và người yêu thương đồng nghĩa với nhau. Khi chia sẻ đặc điểm của một người biết yêu thương, có lẽ đầu tiên thì người đó phải là người có tình yêu vô điều kiện. Vâng, một người biết yêu thương vô điều kiện nghĩa là một người phải nhận biết rằng trong tình yêu của con người, cái vấn đề ở đây nan giải ở chỗ là chúng ta không được đặt điều kiện với cái người mà mình yêu thương. Đôi khi đối với lại con trẻ, bố mẹ hoặc anh chị em đôi khi cũng đặt điều với con mình mặc dù yêu thương. Để cho cha, để cho mẹ, để cho anh chị yêu thương con thì con phải như thế này, con phải như thế kia.
Cái đó là chỉ cũng đôi khi cũng chỉ là cái lời lẽ thường tình mình nói, nhưng mà đôi khi chúng ta biết rằng bố mẹ yêu con vô bờ bến, đôi khi cũng chẳng phải nói những cái lời lẽ đó, mà hoặc là nói những lời lẽ đó đi nữa, nhưng tình yêu của người cha, người mẹ, thân phụ mẫu luôn luôn dạt dào đối với con cái của mình. Trong vấn đề yêu thương thì chúng ta không được đặt điều kiện. Nếu bạn làm những gì tôi muốn bạn làm, hoặc trở thành những gì tôi muốn bạn trở thành, tôi sẽ yêu thương bạn. Vâng, quý ông bà và anh chị em, tình yêu có điều kiện hoàn toàn không phải là tình yêu. Nó là phương tiện để kiểm soát người khác. Trên tiến trình chúng ta làm hại người mà chúng ta muốn điều khiển họ. Vâng, tình yêu vô điều kiện là cách duy nhất để chúng ta yêu thương nhau. Và thêm nữa, một người yêu thương chỉ nghĩ đến việc làm điều thiện và tránh điều ác cho người mình yêu thương. Làm lành tránh dữ là lẽ tự nhiên của chúng ta. Chúng ta biết điều này là tự nhiên và ngay lập tức chúng ta cần phải áp dụng trong đời sống hàng ngày. Chúng ta đến với bàn tiệc thánh thể, được Chúa chính Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta. Chúa đã ban cho chúng ta chính mình và máu thánh của Người vô điều kiện. Chúng ta chỉ cần đón nhận và sống trong ân sủng của Thiên Chúa để chúng ta mỗi ngày được trở nên lành thánh hơn. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong muôn vật Chúa đã dựng nên, Chúa đã lấy bánh và rượu để nuôi dưỡng loài người. Xin cho bánh rượu này cũng trở nên bí tích đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là thiên thần.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế, cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Michael chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến tôi tớ, xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Thank you.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Triền Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Triền Thiên Chúa. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho chúng con được cùng chia sẻ một tấm bánh, cùng được uống chung một chén rượu. Xin cho cộng đoàn chúng con đây biết thành tâm hiệp nhất trong tình yêu của Đức Kitô, để nhờ đó mà cả thế giới được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban muôn phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.